Hello, hello, đó chú xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi chương trình live trực tiếp trên diễn đàn Việt Mỹ Channel Thưa quý vị, mình là Rachel Quý Và đây là cái chương trình Việt Mỹ Live Talk Show à, Ngày xưa đó Khoảng chừng một năm về trước Thì Rachel thường ưa làm những cái chương trình live Nhưng mà một thời gian cũng khá lâu rồi Rachel chỉ thâu rồi Rachel phát lên thôi, chứ mình không có làm live à, Nhưng mà Rachel thấy rằng là Nhiều quý vị thích những cái chương trình live Cho nên là Rachel cố gắng là thu xếp Những cái thời gian của mình để mà trở lại Và lên cái chương trình live à, Trước tiên thì quý vị có nghe Rachel nói rõ không ạ? À? Nếu mà quý vị nghe Rachel rõ cho số 1 còn nếu hình ảnh rõ ràng thì cho số 2 Xin cho Rachel biết trước khi mà chúng ta tiếp tục Tại vì giờ không muốn là mình làm cái chương trình dài khoảng nửa tiếng hay một tiếng Rồi cuối cùng rồi nhìn lại thì lại Ô oh, mọi người nói rằng là không có nghe rõ Cho nên là quý vị nhớ để lại bình luận dùm cho Rachel nhé Rồi trong lúc chờ đợi quý vị để lại bình luận dùm cho Rachel Thank you Thank you, thank you. và chương trình này hiện tại là quý vị đang xem live bên kênh Việt Mỹ đúng không ạ Alright, Rachel thấy khá là nhiều người để lại số 1 Ok, tuyệt vời uh, Ok, số 1 là nghe rõ, còn thấy rõ mà, thấy rõ cho số 2 Rồi, bây giờ thì thưa quý vị, ngày hôm nay thì trong cái chương trình này thì Rachel cập nhật cho quý vị tình hình ở Mỹ nha Tại vì chương trình này chương trình Việt-Mỹ Rồi, còn những cái chương trình của Việt Nam hay là cái chương trình thế giới Việt thì bây giờ rơi lại vào cái buổi khác vào buổi chiều ở Mỹ thì sẽ là buổi sáng ở Việt Nam. có hiện tại giờ này thì là đang 9: giờ rưỡi giờ Cali và là mười giờ ba mươi tám phút ở à, tính theo giờ của New York. Nếu quý vị nào mà chơi stock chính khoán thì quý vị sẽ thấy rằng là cái giờ này rất là quen thuộc. Rồi, Rachel thấy khá là nhiều một và hai rồi. Cảm ơn tất cả quý vị. Rồi bây giờ chúng ta không tốn thời gian nữa, chúng ta sẽ vào chương trình thôi. À, đây là cái chương trình Việt Mỹ nói chuyện về thời sự nước Mỹ, những cái diễn biến, những cái chuyện đang xảy ra về đời sống um, thời sự vân vân. Rachel xin chào Thùy Nguyễn Thị, xin chào Nguyễn Huy Hoàng, chào Linh Đạo, chào Kiên Trung Nguyễn, chào Linh Đạo, chào, Linh Đạo, chào Hoàng Ngô. Quý vị ở những tiểu bang nào à Quý vị ở tiểu bang nào? Để là bình luận dùm cho Rachel. Hiện tại thì Rachel đang live ở bên Facebook và bên Youtube luôn. Bên Facebook và bên Youtube và Rachel live bên Facebook thì trên trang cá nhân của mình. Còn bên Youtube thì là kênh Việt Mấy. Uh, Rachel xin gửi lời chào anh chị Mai Phương. Hello, xin chào. À, trong chương trình talk show ngày hôm nay thì anh chị sẽ thấy rằng là tối hôm qua mình cũng phải trải qua dòng bão đó <laughs> rồi thưa quý vị rồi trở lại với cái chương trình của ngày hôm nay đây à, trước tiên thì bây giờ cũng muốn cập nhật về vấn đề bầu cử hiện tại là có bao nhiêu những người ứng cử viên à, đang à, là những người hiện tại là đại diện cho bên đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa. Thì quý vị thấy là bên đảng Dân Chủ hiện tại có ba nhân vật đã chính thức công bố rằng là chúng tôi là người ứng cử viên cho năm 2024. Đó là ông đương kim tổng thống đó là ông Biden, rồi có bà Williamson và ông Kennedy. ba à, người này thì hiện tại thì nói tới ông Biden thì không biết rồi nhưng mà người kế tiếp là ông Kennedy, Robert Uh, Jay Kennedy. Rồi còn bên Republicans thì đông hơn nhiều, đông hơn nhiều uh, một cái khuôn mặt cả thế giới biết đến đó là cựu tổng thống Donald Trump. Uh, rồi có bà Haley, rồi có anh chàng Ấn Độ này. Um, hiện tại có nhiều người xem những cái bài bình luận và đánh giá về um, cái cách mà anh này trình bày đó. Thì uh, mọi người đánh giá khá là cao với cái anh Vivid uh, Ramaswamy, người Mỹ gốc Ấn nha, người Mỹ gốc Ấn. Tại vì quý vị biết cái luật bầu cử ở Hoa Kỳ đó là tất cả những người nào mà sanh ở Hoa Kỳ và sinh sống ở Hoa Kỳ thì có thể là run, đứng ra để mà tranh cử. Thì anh này là người gốc Ấn nhưng mà bắt buộc là người Mỹ rồi. Ok, rồi ông Johnson, Hutchinson, những, vị, những người này thì... Uh, đa số là hiện tại không có được um, chọn nhiều hay là không có um, gọi là nhiều không được nhiều người ủng hộ đó giống như binh republican thì chúng ta thấy rằng là cựu tổng thống trump thì đang đứng nhất rồi đang đứng đầu rồi người thứ hai là ông DeSantis, thống đốc của tiểu bang florida người thứ ba hiện tại mà mọi người cũng đánh giá cao là cái người mà Rachel vừa mới chia sẻ cho quý vị Continue with Việt Mỹ Channel. Ok rồi, hình như là bên YouTube Rachel bị rớt ra nha. Nhưng mà Rachel vẫn còn đang ở bên Facebook, không biết là tại sao bên YouTube Rachel bị rớt ra. Rồi, um, những quý vị nào mà đang xem bên YouTube mà bị rớt, thấy bị rớt ra đó thì quý vị vào lại bên kênh Facebook Rachel. Không hiểu là tại sao, tại vì lâu lắm rồi Rachel không có livestream ở bên cái kênh YouTube. Việt Mỹ, cho nên ngày hôm nay trở lại cũng thôi kể đi Mình cứ bắt đầu, rồi mình đi đến đâu, sai cái gì, mình sửa chữa tới đó Được không quý vị? Được cho số 1 <laughs> Được cho số 1 nha Rồi, tiếp nói thì đây là những cái con số biết nói update uh, Tính đến là cuối ngày 29 tháng 8 thì um, hiện tại là ngày sáng sớm ngày 30 rồi. Thì hiện tại chúng ta có 17 người. 13 người thuộc Đảng Cộng hòa Republicans và ba người Đảng dân chủ và một người thuộc về third party candidate là một người um, ứng cử viên độc lập, third party hay một cái đảng uh, thứ ba. Rồi hai cái nhân vật chính thì dĩ nhiên là Mọi người biết rồi ha, nhưng mà tôi chỉ cập nhật sơ qua thôi Hiện tại đó là ông đứng kim tổng thống, đó là ông Joe Biden Và người kế tiếp đó là former president Donald J. Trump Là cựu tổng thống Donald J. Trump Rồi, bây giờ đó, cũng liên quan đến vấn đề này Thì tôi cũng muốn chia sẻ cho quý vị à, Những cái ngày này đó, thì có một cái video được thực hiện cũng khá là lâu rồi à, Cũng gần khoảng 2 năm tại vì sau khi mà ông joe biden tiền thệ thì uh, mọi người mọi người thấy được là dĩ nhiên ổng đảng dân chủ và ổng đẩy những cái đường hướng của đảng dân chủ đi rất là xa uh, ví dụ như chuyện là phá thai họ, họ dùng cái chuyện phá thai để mà họ vận động thì ông joe biden là người chủ chốt mà quý vị một trong những người hả là hô hào về những cái chuyện này đúng mà rồi chuyện ủng hộ cho đồng tình liên ái, động chị um, ủng hộ cho cộng đồng LGBTQ ngày xưa là LGBT còn bây giờ là Q nữa, okay sẽ có một người một số người có thể là không có nắm rõ chính xác lắm Q là gì tại vì chính bản thân của Rachel đó giống như là LGBT thì mình nghe nhiều rồi L là lesbian là phái nữ thích phái nữ Um, Lg G là gay là phái nam thích phái nam b là bài có nghĩa là con gái thích con gái hay là phái nữ thích phái nữ và đồng thời phái nữ thích luôn cả phái nam có nghĩa là ngày hôm nay tôi có bạn gái nhưng mà một tuần sau tôi có thể là ăn ngủ với bạn trai có nghĩa là cỡ nào cũng xử được hết gọi là bài lgbt trans, trans là giống Hương Giang đó là người uh, chuyển đổi giới tính. Là giống Hương Giang hay là Lâm Khánh Chi đó. Rồi bây giờ đó có thêm là Q. Q giống như quen là những cái người này là không biết mình giới tính gì. Tôi không biết tôi chắc là tôi thích uh, nữ, tôi không biết là tôi thích nam hay là tôi thích cả hai hay là tôi thích nữ rồi thích nam rồi thích cả hai. <laughs> Q là cái người đang lẫn lộn đó thì hiện tại là lgbt thêm dấu cộng nữa là plus ok nói chung là bây giờ nó rắc đối lắm có nghĩa là uh, ngày xưa đó thì khi mà nói về giới tính thì chỉ có giới là phai nữ hay là phái nam trong một gia đình thì có người cha người mẹ hay là người chồng người vợ người con đó là cái định nghĩa về gia đình từ xưa đến nay nhưng bây giờ cái thời đại bây giờ đó là định nghĩa một gia đình nhiều khi người ta cũng không hiểu chắc nó là cái gì nữa không phải là chỉ là một phái nam một người nữ và những đứa con mà là có thể là một ông chồng với một ông chồng Tại vì Rachel có lần nói chuyện với Hai cái vị này là hai người chồng Với nhau, hai người đàn ông Cưới hai người đàn ông Nên Lúc đó mình cũng không có chắc lắm, mình cũng không hiểu lắm Thì mình hỏi là Ồ nếu vậy ai là chồng, ai là vợ Thì cái người này nói rằng Nếu mà là nam Cưới nam Thì gọi là chồng và chồng Và còn nếu mà người nữ Cưới người nữ Thì gọi đây là vợ tôi và đây là vợ tôi là hai người vợ với nhau. it make any sense, có ý nghĩa gì không? Ok rồi, thì chị muốn là nói với một cái phương diện khách quan thôi để cho quý vị nắm rõ được là ồ oh, um, cái từ là L G B T Q có nghĩa là gì. Rồi bây giờ đó trở lại cái video này thì đã được một cái vị linh mục tên là Father William Costco, Coatsco và ông đã có một cái bài giảng trong thánh lễ và cái bài giảng nếu mà quý vị nghe đó một cái bài giảng rất là khiêm tốn nhưng rất mạnh mẽ những cái chữ những cái câu nói và cái cách ông nói chuyện thì sẽ cho quý vị thấy rằng là một cái bài nói rất là hùng hùng và mạnh mẽ và trong cái bài nói này ông đã dũng cảm để mà chia sẻ cái quan điểm của mình về ông Joe Biden cũng như là ông chỉ trích cái hàng giám mục và những người không lên tiếng khi mà thấy được những cái sai quý vị nghe thấy quen quen không ạ à? tại vì có những người đó thấy những cái sai thì người ta lên tiếng nhưng mà có một số người thì thấy cái sai trong xã hội Thôi Chuyện của ai nấy làm Tôi cũng quan tâm Hay là tôi quan tâm cũng không được gì Cho nên là không nói gì hết Như quý vị thấy là bên Việt Nam đó Một cái xã hội có rất là nhiều những cái sai Rất là nhiều những cái sai Khi mà đất nước Việt Nam đang ở dưới một cái thể chế Nó đi ngược lại cái thế giới này Đó là một cái thể chế cộng sản thường thì quý vị biết uh, Rachel đang nói chuyện với một cái tầm nhìn khách quan nha là thường ở những cái quốc gia độc tài ví dụ như tàu trung cộng hiện tại hay là bắc hàn hiện tại những cái quốc gia mà độc tài nói chung thì họ lấy đi cái quyền nhân quyền là quyền con người và họ cũng lấy đi cái dân quyền đó là quyền của người công dân. đó thì ở bên việt nam thì những ai ở việt nam thì biết rồi thì cái chương trình này là cái chương trình đang nói về thời sự Mỹ hay là nói về cuộc sống đời sự Mỹ cho nên là bây giờ không muốn đi sâu và đi xa về vấn đề đó nhưng bây chúng nói như vậy thì quý vị cũng đã rất là hiểu những cái quốc gia nó độc tài thì nó như thế nào rồi thì có những người người ta rất là quan tâm và người ta lên tiếng nhưng mà có một số người thì im không có lên tiếng đấy okay. thì cái chuyện mà vị linh mục này đó giận dữ và ông lên tiếng và Tại vì đó là chính bản thân ông Joe Biden, ông làm người tổng thống công giáo thì quý vị biết rồi tổng thống Hoa Kỳ là một cái người có một cái chức và một cái địa vị. Hầu như ở trên nước Mỹ nói là người cái chức vị cao nhất là ai. Đúng không? Đang nói về chức nha, còn nó dụ quyền hành thì mình nói sao. Nhưng mà ở đây mình nói là cái chức vụ đó. Thì dĩ nhiên là cái vị tổng thống là cái chức vụ cao nhất rồi Đúng không quý vị? Thì ở đây Nói về chức vị Thì ông Joe Biden là người tổng thống công giáo Và ông là con người Nói về cá nhân thì ông là người công giáo Ông đã được rửa tội Tại vì để trở thành người công giáo thì ông đã rửa tội Và ông là một thành viên của giáo hội công giáo Ông là một phân tử của cộng đoàn công giáo. Đây là những cái lời mà vị linh mục William Costco này đã nói. Và ông có nhắc đến rằng là nhưng ông Joe Biden đã đi ngược lại, đi ngược lại những cái điều cơ bản nhất của tín đồ thiên chúa giáo nói chung. Đó là gì? Đó là bảo vệ sự sống. Không có... Father William Kosko delivered a humble and powerful quen. homily and was brave to share his views on Joe Biden as well as call out bishops who aren't speaking out. We've just recently elected a Catholic president, and he is Catholic, he's baptized, he is a member of the family. We've just elected a Catholic president who is diametrically opposed to all of the basic moral principles that are proclaimed by the Roman Catholic Church. Mm. cái vị tổng thống này là cái người đạo Công giáo nhưng mà đi ngược lại hết tất cả. Không là phản đối lại những cái điều căn bản nhất của một người những người đạo công giáo tin tưởng và dựa trên cái nền tảng. Not only abortion, the sanctity of human life, but the sanctity of marriage and this gender. Không phải là chỉ vì bảo vệ cái sự sống mà thôi, nhưng mà còn về um, marriage cái sự thiêng liêng của một cái hôn nhân rồi về giới tính. God is the author of life. How in the world did this happen? You want an answer? I'll tell you the answer. Because our bishops have been silent for 60 years. Yeah, và ông nói rằng tại sao ngày hôm nay nó lại đi xa đến như vậy? Thì cái lý do là tại vì những người giám một trong 60 năm nay đã giữ im lặng, làm ngơ không lên tiếng. Cho nên là càng ngày là càng đi xa. Ông nói rất là nhiều thưa quý vị. À, thì trong cái chương trình này Rachel cũng không có muốn là nói uh, uh, chỉ là một cái bài đó là đã nửa tiếng rồi. Thì Rachel sẽ làm một cái chương trình riêng về việc là vị linh mục này nói như thế nào một cái bài hay lắm. À, ông có nói rằng, <laughs> tại trong cái bài giảng lễ đó ông nhấn mạnh rồi ông cũng la lên nữa. Thì ông nói rằng là tôi á, xin lỗi nếu như mà các bạn cảm thấy rằng tôi giống như là tôi đang la các bạn vậy nhưng mà tôi đang rất giận cái giận của tôi ở đây đó nó là righteous anger righteous anger righteous anger là gì là có nghĩa là giống như mình thấy những cái gì sai mình không đồng ý và mình giận về cái vấn đề đó để mình lên tiếng mình bảo vệ cho cái đúng như ví dụ như quý vị thấy một người nào đó uh, khi nạp hay là đi uh, giật giỏ một cái người phụ nữ đang đi trên đường ví dụ đi mà cái người phụ nữ này có thai nữa mà cái người kia giật cái giỏ của cái người phụ nữ có thai mà cái người phụ nữ có thai này té xuống thì mình trên đường mình thấy được cái cảnh đó mình phẫn nộ thì cái phẫn nộ đó gọi là righteousness anger có nghĩa là mình giận dữ vì cái lẽ phải hay là quý vị thấy rằng là ở đất nước Việt Nam có rất là nhiều những người dân ngoan người ta xuống đường người ta phải đi thua kiện với nhà nước Việt Nam là bị cướp đất rồi bị lấy đất không đền bù thỏa đáng hay là những người ở vùng cao nguyên họ bị đàn áp về tôn giáo, họ bị đàn áp về tự do ngôn luận, họ bị đàn áp về đất đai. Tại vì quý vị biết đó, ở miền Bắc, ở miền Bắc Việt Nam tàu vào rất là nhiều và tàu mua những cái đất ở ngoài miền Bắc và những người miền Bắc này họ lên trên miền núi, miền cao nguyên và nhà cầm quyền Việt Nam họ lấy những cái đất ở vùng cao nguyên để mà à, À, giao lại hay là Mua rất là rẻ từ những người cao nguyên Nhưng mà bán lại cho những người Ở miền Bắc bán nhà Rồi người ta dọn lên vùng cao nguyên Với cái giá cao hơn rất là nhiều Có nghĩa là đưa đường Chính chính để mà Cướp đất ở vùng cao nguyên Thì tại vì bây giờ là người may mắn Đã được phỏng vấn, được nói chuyện Trực tiếp với những người Đồng bào thiểu số Và mình hiểu được cái tình hình ở đó thì vị linh mục này có nói rằng là có kể là một cái cái câu chuyện và ở trong sách thánh kinh cũng đã biết những người nào là công giáo thì quý vị biết là giống Chúa Giêsu khi đã từng nổi giận khi mà ở trong cái đền thờ đó thì những người Do Thái họ buôn bán ngay ở trong cái nhà thờ thì Chúa Giêsu cũng rất là giận thì đổ hết những cái đồ xuống hất tung đổ đồ xuống và Chúa Giêsu nói rằng là các người hãy cút đi lấy những cái điều ô uế này đi ra khỏi cái đền thờ hay là ngôi nhà của cha ta, tại vì quý vị biết nhà thờ là để thờ mà nhưng mà ngay ở trong cái nhà thờ đó thì họ buôn bán cái lúc mà đang suy đồi về tôn giáo đó thì lúc thời đó Chúa Giêsu đang nổi giận và đã được ghi lại ở trong thánh kinh mà quý vị biết thánh kinh là được những cái phần mà tân ước là sau khi chúa giêsu sanh ra đó thì được viết lại bởi những người tông đồ những người học trò ăn chung ở chung đi giảng dạy chung biết về chúa giêsu và viết lại những cái điều này với cái sự mặc khải của chúa thánh thần Ok rồi, à, với lại một cái điều nữa liên quan đến cái vị uh, Linh Mục uh, Costco này có nổi giận nữa Thì ông nói rằng bà, uh, ông nổi giận về bảo vệ sự sống và tôi nổi giận Là vì các giám mục đã làm ngơ trước những cái sự sai và sự dữ. Thì Rachel sẽ làm một cái video để thông dịch lại cái bài đó cho quý vị nha Thì Rachel sẽ uh, post trên trên đây sau rồi bây giờ đó thì Rachel nhìn qua những cái lời bình luận của quý vị một tí xíu. Rất tiếc là bên YouTube bị rớt xuống cho nên là quý vị vào bên Facebook hold on hold on để Rachel bật bên YouTube lại để mà mình nói cho cho mọi người biết là ồ Rachel đang live ở bên YouTube nha quý vị. Tại vì không biết tại sao yeah, nó không có connect được À, để vị nhắn cái tin qua bên trang facebook đó nha quý vị rồi với chùa đang để cái lời bình luận bên quý của... quý vị chưa nha quý vị Tôi chưa đang bật ở bên trang youtube để mình lên lại cho mọi người biết Ok ok Rồi hiện tại là Rachel đang vẫn còn live ở bên cái hệ thống tránh Nhưng mà không biết là vì sao là ở bên cái trang YouTube của Việt Mỹ nó bị rớt xuống Cho nên là quý vị và các bạn nào mà thấy cái video này ở bên YouTube đó Thì quý vị hiểu là bây giờ đang live nha Vẫn còn đang live Ok, để mình lấy cái cây, mình dựng lên một cái Ok, quý vị cho bây soy <laughs> soy gì, gì. rồi một cái nữa mà bây giờ cũng muốn uh, chia sẻ ở đây cho quý vị đó là về uh, một trong những cái mà ở nước Mỹ đang uh, gặp phải đó là hurricane okay. ok đây là những cái live hình ảnh live rồi quý vị nhìn xem cái này đi rồi rồi trở lại liền Tại sao mình đang livestream mà mình bị rớt xuống? Bên cái hệ thống trắng nó mình đang livestream mà bị rớt xuống Cho nên là live qua lại bên đây Ủa quý vị đang xem live ở bên cái trang nào đó?

bây giờ mình Nếu mà như vậy đó, quý vị nào mà bên đây thì sẽ chỉ có thấy bên cái góc thôi Chứ không có thấy tôi hô tiên đâu Tại vì lâu lắm rồi Rachel không có làm livestream ở bên kênh Việt Mỹ đó. Cho nên là cái hệ thống nó không có pick up được cho nên là đang live stream bị rớt xuống, à, sorry quý vị là với chùa đang đang mở thêm cái live ở bên đây nữa để cho bên youtube mọi người có thể xem được và tại vì à, sẵn làm mà thì mình cũng muốn là mọi người thấy nhưng mà có một cái đó là quý vị nào mà đang xem ở bên cái youtube hiện tại đó thì quý vị sẽ không có thấy được cái hình ảnh mà bây chùa đang show ở bên cái camera tránh à, Tại vì hiện tại là mình đưa một số những cái video về cái uh, hurricane. Ok. Bị rớt mạng rồi em. Ok. Rồi hiện tại là bên Facebook là vẫn còn đang diễn ra nha quý vị. Và bây giờ trở lại đây là cái um, đây á là quý vị thấy rằng hiện tại là có một cái bão hurricane. Um, How you say it? Italia? Uh, okay. Cái tên này nói sao tại Italia? Okay. Um, thì anyway, thì cái cơn bão này nó làm cho những cái vùng ở Đông Nam Hoa Kỳ bị ảnh hưởng rất là trầm trọng như quý vị thấy ở đây đây là những cái nơi bị ảnh hưởng là Georgia, Ok, Georgia. Ở Florida thì Florida là bị nặng nhất. Khi mà cơn bão này vào đến Florida đó thì nó đã là category 4 là cái cơn lốc cơn bão này nó lên cấp độ 4 lần quý vị và đó gây ra là lũ lụt, bị lụt nha. Rồi hiện tại đó là um, chính quyền của Joe Biden đã chính thức là activate có nghĩa là uh, đã công bố rằng đây là cái thảm họa về um, môi trường hay là uh, gọi là gì ta like uh, the weather giống như là emergency federal emergency uh, giống như là một cái thảm kịch um, của giống như thời tiết thiên nhiên giống như vậy nè đó thì chính quyền liên bang có một cái ngân quỹ riêng đặc biệt để mà mở ra để giúp cho cái vùng đó. Thì hiện tại thì chính quyền Joe Biden đã công bố đây là một cái hurricane um, um, bị uh, rất là trầm trọng tại Pharaoh. Um, tại vì nó lên đến là cái cấp độ 4 mà quý vị. Đó thì đã gây lũ lụt rồi, đồng thời nữa là ông thống đốc là ông uh, Uh, Desantis đã công bố và đã kêu gọi mọi người là phải di tản. Và đồng thời kêu gọi rằng mọi người phải là rất là cẩn trọng, tại vì um, cái uh, cơn bão này nó đã làm cho nước nó lên dâng lên rồi. Quý vị sẽ thấy những cái hình ảnh đó là uh, những cái hình ảnh này là có lũ lụt nè, rồi cây điện nè nó bị uh, gãy xuống rồi có một số nơi là bị cúp điện luôn thì tí nữa rồi sẽ show cho quý vị những cái hình ảnh rồi một lần nữa là những ai mà đang xem bên youtube đó thì quý vị qua bên trang facebook của của rachel nha là rachel quý baby ok à, những cái kênh facebook của của rachel thì đang có live hết còn youtube thì hiện tại rachel không có kết nối được bằng cái hệ thống tránh cho nên là rachel đang sử dụng bằng cái hệ thống bên phone ở đây rồi uh, hiện tại quý vị thấy trên màn ảnh là những cái vùng bị ảnh hưởng nè uh, vào sáng sớm thứ tư là tiểu bang Georgia bị ảnh hưởng quý vị thấy không đây nè nó mưa rất là nhiều thì tối qua đó Rachel đi về từ Cali tại vì Rachel đi Cali ngày thứ chiều thứ sáu sáng thứ bảy chủ nhật thứ hai rồi sáng sớm thứ ba Rachel bay về sáng bên cali thì với về đến đây là tối ở atlanta time thì bị bão bị mưa rất là nhiều rồi có một số nơi là khi mà xe mình chạy quá là như nước nó bị ứ động lại nhiều vũng luôn đó quý vị không đến nỗi gọi là bị lục nước vào xe thì không đến nỗi như vậy nhưng mà vì lượng mưa nó xuống nhiều quá lúc mà chồng phải chùa đi ra ngoài phi, ngoài phi trường để mà rước mình á thì ông chồng nói rằng là lúc mà anh chạy mưa dữ lắm Không thấy đường để chạy luôn Phải chạy từ từ, từ từ, từ từ Tại vì quý vị biết mà Khi mà cơn bão nước nó đến Thì những cái vùng lân cận á là cũng bị ảnh hưởng Và đặc biệt là bị mưa như thế này Không phải mưa phùng nữa mà mưa ảo ảo luôn đó nó thì quý vị thấy cho mình à, màn ảnh ở đây Thì không biết là bao nhiêu quý vị đang xem chương trình là người ở Florida à, Người ở Florida hay lỡ ở Georgia thì quý vị để lại bình luận như đây nha để lại bình luận cập nhật cho tất cả mọi người là quý vị ok không có ổn không rồi đồng thời nữa đó là cái cơn bão này nó làm ảnh hưởng ở vùng uh, South Carolina tại vì quý vị biết á, là ba cái tiểu bang này là Florida nó giáp ranh với lại là Georgia và nó giáp ranh với lại South Carolina giáp ranh với nhau cho nên nó khi mà cái cơn bão này vào đà đây quý vị thấy là vào thứ hai vào 12 giờ thứ hai là khoảng là cấp độ 3 và bắt đầu đánh vào cái gốc của tiểu à đây đây thì quý vị thấy là đánh vào cái gốc của Florida đã bắt đầu là đi vào tại cấp độ 3 thì còn nhẹ nhưng mà càng ngày nó càng mạnh 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 hơn thì khi mà cấp độ 4 á, khi mà đánh vào ở Florida là lên đến cấp độ 4 đây cái vùng đỏ này là cái vùng nguy hiểm nè Đó Trời ơi, quý vị nghĩ cái lượng gió Mà nó lên đến là 130 miles an hour Giống như xe hơi mà chạy á Cái tốc độ 130 miles Mà nó đánh vào nhà Quý vị thấy nặng lắm Đó đây 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 Đó, Quý vị thấy cũng nhờ là Nước Mỹ có những cái Đồ đo rồi để mà Theo dõi như thế này để thấy Đó hurricane nè vào cái vùng này tối qua mình cũng về nhà trong giông bão giống như bữa nay này là trời âm u u rất là âm u luôn cho nên nếu quý vị có những người thân quen nào ở Florida đó, thì uh, gọi hỏi thăm Again, as it continues to push further off to the north. Okay, để mình xem cái, cái âm thanh như thế nào. Ok That good. So impacts down here toward the portions of the state. And guess what? Đó là cập nhật nè. Rồi thôi qua nha, đó hurricane. Đã có gần 264.000 những người Florida uh, đã phải um, sống ở trong flooding là bị nước dâng lên rồi đồng thời nữa là sống với không có điện without power và dự tính rằng cái cơn bão này còn nặng hơn nữa nó giống như là quý vị thấy khi mà ngã cây như thế này nè thì có thể là chạp điện nữa quý vị nhưng mà cũng may là cái hệ thống điện ở mỹ thì nó tốt hơn rất là nhiều cho nên là khi mà bị như vậy á, thì nhà điện á, công ty điện á, thì họ cái hệ thống điện chứ không ấy là bị kiện Cho nên là cũng đỡ không có bị chạp Nhưng mà quý vị thấy rằng Cái con số đó là 264.000 Những người công Những người dư, Cư dân ở Florida Hay là vùng vịnh ở Florida đã phải sống Là không có điện nha Và cái cơn bão này người ta nói rằng là uh, Records of the highest water level Là Cái lượng nước uh, Phá kỷ lục trong vòng Khoảng là 125 năm 125 năm Cho nên đợt này là quý vị Xem những cái báo chí Ví dụ quý vị coi là Fox nào Quý vị coi CNN nè Hay là quý vị coi ở bên nào đó Hiện tại hồi sáng này Rachel check vài nguồn Thì mình thấy là nguồn nào Ví dụ như là Wall Street Journal Hay là New York Times New York Post Thì người ta cũng nói rằng á Người ta cũng cập nhật về cái tình hình cơn bão này Tại vì nó lớn và trầm trọng nha Italia, Italia. Đó quý vị thấy là báo chí cũng có nhắc đến là cái cơn bão Italia này cũng ảnh hưởng đến vùng Georgia. Rồi vùng South Carolina giống như như tôi nói nè. Rồi North Carolina luôn. Ok. Rồi đây là một số những cái hình ảnh này. video. Đó quý vị thấy không? Nước nó dâng lên. Cho nên là người ta đặt máy, người ta xem live camera nó quay lại đó. Nó lục ở Florida nè. Mà cái hình ảnh này là cũng nhẹ, tại đang chiếu ở cái góc đường này thôi. Nhưng mà có một cái số góc đường khác đó. Nó chưa thấy là hả lên tới cổ luôn. Hàng tí nữa cho quý vị xem. Đây là một trong những cái bảng ở parking nè. Public parking. Ở uh, Gulfport Casino. Cái bảng của sông bài đó Mà quý vị thấy nước nó dâng lên muốn nửa cái bảng như thế này Bị nặng lắm à Nếu quý vị thấy là gió nè Lên đến 130 miles an hour Category 4 Call for massive evacuation Là di tản Rất là đông người di tản một lần Có bao giờ quý vị bị di tản chưa? Ở Mỹ này có bao giờ quý vị bị di tản chưa? Rồi chưa, chưa bị Nhưng mà người nhà của mình đã bị rồi thường thường đó ở Atlanta mỗi lần mà bị gì á thì mình không có cần phải di tản hay là uh, ở uh, ở Savannah là một cái thành phố của tiểu bang Georgia nhưng mà nó ở cái vùng biển thì ở đó đó, mỗi lần mà bão đến có những lúc là phải chạy bão đó thì bản thân tôi chưa có chạy nhưng mình biết được đó là nhiều người chạy là tại vì ở những cái vùng Florida hay là vùng South Carolina hay là vùng uh, xà giống như Rachel nói mỗi lần chạy chạy đi đâu chạy lên là lên tà thì Rachel tiếp xúc và nói chuyện với những người mà chạy bảo cực lắm một cái chuyến đường đi thay vì là 4 tiếng thì nó trở thành là 24 tiếng ngồi trên xe mà cứ nhích 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 mỗi lần muốn tiểu giờ nó nhích nhích nhích, nhích vậy sao mở cửa ra <laughs> làm giấc hoặc là làm giống như là có những cái 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 hộp cái container mình tiểu ở trên đó rồi mình đổ ra ngoài nó có luôn á quý vị tại vì đi đường 24 tiếng mà nó kẹt như vậy giờ mắc quá rồi giờ phải làm sao đúng không thì phải xử thôi rồi cái người thống đốc đã cũng phải có cái bài nói chuyện với cái người cư dân ở đó rồi bây giờ một cái điều nữa mà mình cũng muốn cập nhật cho quý vị ở đây liên quan đến là hunter binance uhm, cái cập nhật Rachel thấy là cái cập nhật mà mới nhất mà báo chí của Mỹ nói đến đó là khoảng chừng ngày 22 tháng 8, cái, cái thời gian là cuối tháng 8 đó là hiện tại nha. Nếu như mà mình nói rằng là um, bên Fox News hay là bên, uh, bên NTD hay là Epoch Times họ đăng về việc mà con trai Biden hay gia đình Biden nhận tiền về những từ những cái quốc gia bên ngoài á thì đó bình thường là tại vì những cái kênh này thì người ta ủng hộ cho đảng cộng hòa mạnh hơn và người ta nói đưa những cái tin về cái vấn đề là gia đình Biden nhận tiền nhưng mà những cái mà tôi chia sẻ cho quý vị đây ví dụ như cái này nè là vào ngày 22 tháng 8 là của Wall Street Journal Wash your channel thường thường là họ thiên tả hơn. Rồi một cái báo nữa là The New York Post cũng đã đăng bài nói về cái vấn đề này. Hunter Biden for Julian Spell more trouble ahead. Có nghĩa là bộ um, tư pháp ở Hạ Viện đã thành lập lên để mà điều tra gia đình Biden thì đã đưa ra những cái văn bản và cho thấy rằng á, đã trong cái thời gian sắp tới, gia đình Biden phải đối mặt với nhiều vấn đề khác nữa, có nghĩa là nhiều trouble hơn nữa với những cái hoạt động của con trai Biden. OK, rồi ở đây uh, của New York Post nói là Hunter Biden Stagarin, 20 triệu đồng từ Kazakhs um, Kash uh, từ bên tàu, từ bên nga. Romanians và bên Ukraine. Và cái điều này là không phải là chỉ nói miệng để mà tố cáo thôi. Nhưng mà do The Bank Records. Tại vì quý vị biết là khi mà quốc hội đưa cái chát đòi cho nhà bank hay là có cái lệnh để mà bắt nhà bank phải đưa ra những cái records này để gọi là hợp tác điều tra đó. Thì họ đưa ra những cái văn bản nhà bank này và trong cái văn bản này đã có những cái con số biết nói Và những cái con số này cho thấy rằng là gia đình Biden nhận lên đến hơn 20 triệu nha More than hơn 20 triệu Ok Rồi cái người đứng đầu của quỹ ban đó là ông Jim Jordan và ông Comer, James Comer Và sắp tới thì bây giờ Rachel trở lại với cái chương trình mà livestream ở bên cái chương trình Việt Mỹ thì bây giờ sẽ cập nhật cho quý vị nhiều hơn. À, bây giờ đang dự tính rằng một là 12 giờ trưa giờ New York có nghĩa là 9 giờ bên Cali hoặc là 1 giờ trưa giờ New York có nghĩa là 10 giờ bên Cali. Thì quý vị thấy là cái giờ nào thích hợp hơn? Quý vị để lại bình luận dưới đây dùm cho Rachel nha. Rồi giờ Rachel nhìn bình luận cho quý vị. Nhìn bình luận của quý vị. Quý vị thấy là cái giờ nào sẽ thích hợp hơn À? Quý vị thấy giờ nào thích hợp hơn, để lại bình luận giùm em đi. 12 giờ trưa New York là 9 giờ Cali. Hay là 1 giờ trưa giờ New York, có nghĩa là 10 giờ Cali. Thì cái giờ nào thích hợp hơn? Quý vị để lại bình luận nha. Hiện tại đó là quý vị đang thấy ở trên cái màn ảnh chính là của bên Facebook. <laughs> Rồi còn bên Youtube đó là nó vì bị rớt cho nên là mình nhanh tay lẹ chân Mình ra, mình lấy cái phone <laughs> Quý vị đang thấy ở đây là cái phone <laughs> Ok, nhiệt tình ghê không? Chứ bên Youtube, khán giả bên Youtube đang xem tự nhiên rớt cái bị tụt hứng Mình phải tìm cách mình đối phó liền Ok, để là bình luận giùm em đi, để là bình luận, để là bình luận Lên bình luận đi, là bình luận đi, bây giờ đang chờ bình luận của quý vị. Có ai nghe không? Đây Mấy giờ quý vị, khung giờ nào tốt ạ? 12 giờ giờ New York. 9 giờ gì, Cali hay là 1 giờ giờ New York, 10 giờ Cali? rồi cho những quý vị ở hải ngoại hãy là những quý vị ở khắp nơi trên thế giới đi mà quý vị nào mà quan tâm đến tình hình ở nước mỹ thì you welcome chào đón tất cả quý vị đến với cái chương trình việt mỹ live talk show tại vì thường thường á, là bên cái kênh này tụi chị post video thôi mà gần đây thì quý vị theo dõi những cái chương trình của bác sĩ liêm nhiều hơn đúng không ạ quý vị theo dõi chương trình của bác sĩ liêm nhiều youtube đang có tròn 100 người xem ok rồi bây giờ đã thấy Ok, tiếp đi Youtube đang có 100 người xem Rồi 100 người này để là bình luận đi Bao nhiêu quý vị đang ở hải ngoại Bao nhiêu quý vị đang ở trong nước Bên, bên Youtube Bên Youtube là tương tác Có rất nhiều hơn nè Để thử xem thử nha Youtube Youtube Uh Vic Me My channel. Rồi, ok, chưa thấy bên uh, Facebook rồi. Ok, bên YouTube, bên YouTube đang bình luận. Cali 10 giờ hả? Chị Hồng Phương Minh Cali 10 giờ hả? Ok, tại vì chỗ đang thấy ở bên Facebook nha. Ok, let's see. Safari. Đây, những cái bình luận ở bên Youtube Rồi chờ giờ mở ra rồi, thấy ra đây Rồi đồng thời cũng thấy bên Facebook nữa Rồi bên uh, Facebook Rachel có thấy 10 giờ Cali cũng ok Alright Bên Facebook có hai người xem nè <laughs> Tại vì bên Facebook là Rachel đang uh, like vào bên trang cá nhân thường thường bên trang cá nhân thì sẽ ít hơn nhưng mà không sao tại vì trong cái chương trình này mình muốn nói chuyện với những người ở mỹ những người ở cộng đồng của mình những người ở um, rất là thân quen ok ok rồi có ai chọn cái khung giờ nào nữa không nếu không thì bây giờ sẽ làm 12 10 Mười giờ Cali có nghĩa là một giờ Bên giờ New York Yêu cô à. Ok Rồi, tôi nghĩ rằng là Chắc cũng khá là đầy đủ rồi nha à, Ngày hôm nay, lần đầu tiên Trở lại khá là vui Cũng có bị trục trặc tí xíu Nhưng mà thôi, à, không sao Chuyện gì cũng vậy Ồ, Linh Đào nói 9 giờ hả Linh Đào nói 9 giờ Ok, Linh Đào đang ở đâu ạ? À? Ở bên Cali hay là Linh Đào ở bên vùng Đông Nam? Ok, giờ tâm tình với tất cả mọi người tí xíu nha. Dạ, Linh Đào nó 9 giờ, chị Cali nó 10 giờ. Ok, mọi người đang ở Ok, Linh Đào nói là 9 giờ. Kali, ở Linh Đào ở Kali luôn hả? À, ok, rồi. Tại vì nếu mà 9 giờ là có nghĩa là trước khi mọi người đi làm Còn 10 giờ là bắt đầu mọi người vô làm rồi Amber Lou, xin chào em bà lương ở đâu à? tiểu bang nào à? rồi chú nghĩ là đủ rồi ha, mình không muốn nói nữa là mắc không cái chương trình nó khá là dài đó rồi chú chỉ muốn một cái khung giờ như thế này để mà có thể tâm sự và nói chuyện cùng quý vị ngày mai thứ năm thì chúng cũng sẽ trở lại mà chú nghĩ rằng chắc một giờ đó một giờ có nghĩa là 10 giờ cali đi có nghĩa là một giờ bên giờ new york Ngày mai thì uh, chương trình Rachel sẽ có thâu với bác sĩ Liêm vào buổi sáng Xong rồi sau đó thì buổi trưa thì Rachel sẽ lên cái chương trình live với tất cả quý vị Ok không ạ? À? Hoặc là có thể là ngày mai trong cái chương trình live stream vào lúc 1 giờ Bên... Bên giờ... Bên đây nè, miền đông giờ New York là có nghĩa mua giờ bên Cali đó, theo chồng mời bác sĩ Lim Linh làm live stream chung luôn để mà tâm sự cũng như là nói chuyện với quý vị được không? Thế ngày thứ năm là cái ngày hẹn của Rachel với bác sĩ Lim. Rachel dễ thương quá, à, chị rất thích chương trình của em. À, cảm ơn em bờ lương rất là nhiều. Ôi em bờ lương cũng ở Cali luôn. À khán giả Cali cũng khá nhiều nha. OK bữa nào có cơ hội làm một cái cái uh, buổi uh, hội ngộ và giao lưu cùng với khán giả ở Cali <laughs> nếu được sao có cơ hội qua Cali đi chơi được không <laughs> rồi cảm ơn tất cả quý vị đang nhìn những cái là bình luận của quý vị đây bên YouTube bên Facebook trồng lúa bốn chân hả khán giả bên Việt Nam cũng nhiều lắm đấy Rồi Vy nghỉ nghĩ đủ rồi ha Rồi cảm ơn tất cả quý vị một lần nữa đã theo dõi chương trình này Bây giờ thì bây Trường xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại quý vị trong những cái chương trình sau Bye bye Love you all Bye Ở Seattle, Phú Lai ở Seattle hả? Ok Phú Lai ở Seattle chưa thấy rồi lim lương ở California. À, chào lim lương luôn ở California. Bấy chỗ mới đi California về nha. Bấy chỗ mới đi California về ở uh, uh, ở và đi chơi với uh, hai anh chị nuôi. Anh chị nuôi. Dạ đầu mà còn được nuôi đó quý vị. ok, full like ở Seattle. Ok. Lương Lim Trương xem chương trình của trò lâu chưa? Em chưa xem chương trình của trò lâu chưa? Đây bây giờ đang đang thấy bình luận nè. Dũng Nguyễn ghi gì à? Dũng Trần anh ở tiểu bang Việt Nam. <laughs> ok. Chào luôn khán giả Việt Nam nhé Khán giả Việt Nam là theo dõi chương trình Thế Giới Việt Rồi cảm ơn quý vị, bây giờ thì mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video sau Bye bye, giờ là bye thiệt đó, bye, love you